Xin chào bạn Bắp. Bạn Bắp đang làm gì đó? Hả? Rồi Bắp chơi gì nữa dạ? Bắp có con gì vậy? Con cá voi. Cá voi luôn hả? Cá voi vậy mà. Ôi ôi. Cầm cái bộ con cá. Bắp chơi trò chơi gì? Chơi vui cá cá luôn. Cắn nhau, cá cắn nhau, cá cắn nhau mẹ ơi. Cá cắn nhau. Đồ chơi sau lưng Bắp nhóc trơn kìa. Nó có gì vậy ta? Đồ chơi sau lưng Bắp có gì vậy ta? Có một con cá. Ôi. Tôi nhịp con cá. Tôi nhịp con cá không? Tôi nhịp con cá không? Rồi tôi nhịp con cá hả? Vậy Bắp lấy đồ khám bệnh cho con cá đi. Cá bị bệnh rồi đó. Ôi hung cá luôn kìa, con lấy cái đằng đẳng kìa, đằng kia kìa có cái đồ khám bệnh đó, con lại lấy đi. Chấm đồ con cá này á. Con cá nó bị gì dạ? Bị bệnh chớp. Rồi Bắp để xuống đi, để xuống đây. Rồi. Rồi, xong rồi Bắp ngồi xuống đi, Bắp làm cái gì? Lại kia kìa, Bắp lại kia kìa ngồi đi. Không phải, Bắp không phải ngồi ở đó. Cô đang làm gì vậy? Hả? À? Bắp đang bỏ gì vô bọc vậy? Bắp chơi máy bay. Nè, mày hỏi nè, Bắp đang làm gì đó? Con cá. Vậy hả? Ôi ôi. Con cá. Ôi ôi. Để làm gì? Làm bỏ. Chi dạ? Chi, Bắp bỏ cái bọc chi dạ? Rồi bỏ nhiêu được rồi. Rồi, được rồi. Cầm lên đi giao hàng đi. Bắp đi giao hàng cho cô bán bún đi. Rồi. Đi thôi. Nó xe con đâu? Ừ lấy xe đi. Ai bán cá không? Rồi chú ơi bán cho tôi một con cá đi chú ơi. Nhiêu chú? Nhiêu tiền vậy? Hết này nhiêu? Hả? Này nhiêu tiền? Thôi tôi mua con thôi nha. Tôi mua con này nha. Rồi còn nhiêu trả chú nè. Rồi trả tiền chú nè. Đây trả tiền chú. Rồi cảm ơn chú nha. Rồi chú đi đi. Rồi chú lái xe chú đi đi. Rồi đi đi. Rồi lái xe đi đi. Đi công viên à? Đi đâu rồi chú? Không, đi công viên. Gì hả? Bắp bán gì đó? Đồ chơi hả? Lát bán cá, lát bán đồ chơi luôn. Bán cho tôi cái đồ chơi đi. Chú Bắp ơi. Chú Bắp, nhớ nghiêu hả? Chú Bắp, bán cho tôi cái đồ chơi đi. Rồi. Xong rồi, cảm ơn chú Bắp nha. Rồi chú Bắp đi về nhà đi. Bán ế quá, đi về nhà đi.
đi lái xe về nhà đi. Cảm ơn chú Bắp nha. Trả tiền nè. Rồi. Rồi, cảm ơn chú. Rồi chú chạy về nhà đi, chú nấu đồ ăn gì đi, bán cho người ta nữa. Để thôi để cá gì chết hết rồi sao? Đi về nhà nấu ăn đi. Ừ, rồi, bye bye chú nha. Bye bye. Chú về nhà chú đi. Rồi xuống xe được rồi. Con đi xuống đi con. Đây. Rồi. Xong rồi. Rồi. Chú nấu gì cho tôi ăn đi chú ơi. Đang làm gì đó, bác đang làm gì đó. Nhậu. Cá. Rồi, cảm ơn bác nha. Ngon quá.